Chiều ngày 2 tháng 10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế C03, Bộ Công an cho biết, số tiền các nhà đầu tư bị chiếm đoạt, hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi toàn bộ, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại. Đối với số tiền hơn 8.600 tỷ đồng này, lãnh đạo C03 cho rằng đây là vật chứng quan trọng trong vụ án. Qua đó, khi đưa ra xét xử, tòa án tuyên tập đoàn Tân Hoàng Minh lừa đảo tài sản thì các bị hại có thể nhận tiền sau đó. Theo kết luận, tháng 6 năm 2021, do vay nợ lớn, các dự án mới chưa thể triển khai, tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng. Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ đến hạn và quá hạn, bị can Đỗ Anh Dũng chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty. Các bị can sử dụng pháp nhân ba công ty con ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng những hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần để phát hành các gói trái phiếu riêng lẻ huy động vốn. Từ đó, tạo lập giá trị ảo các gói trái phiếu và trái chủ cho Tân Hoàng Minh để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân huy động gần 14.000 tỷ đồng trái quy định cho tập đoàn Tân Hoàng Minh.